Xin kính chào các bác. Hôm nay đồng hồ vang vọng là rất vui lại được giới thiệu và gửi đến các bác chiếc đồng hồ đề bàn. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ đề bàn rất đặc biệt các bác ạ. Nó là chiếc đồng hồ vai bò của Đức. Như trước mắt các bác đang nhìn đây. Đây là một trong những cái chiếc đồng hồ vai bò, nó có một cái tổng thể hình bên ngoài như bên đồng hồ vang vọng chúng em đánh giá, nó rất ấn tượng, nó rất đẹp luôn các bác ạ. Với kích thước chiều dài của đồng hồ, chiều dài là 65 cm, chiều cao là 25 cm các bác ạ. Đây là một trong những cái kích thước và cái tổng thể bên ngoài, nó rất xứng đáng để cho các bác trưng bày nơi tủ chè hoặc những nơi đặc biệt trong gia đình nhà mình. Nó được thiết kế hoàn toàn làm bằng gỗ tự nhiên này các bác này, và ép các cái vân nu như thế này, nó tạo lên một cái hình hài bên ngoài rất sang trọng và có những cái hoa văn đục bằng tay, hoàn toàn đục bằng tay bằng gỗ như này các bác nhé, được tô điểm tạo nên cho chiếc đồng hồ rất là cổ kính, mang đậm cái phong cách châu Âu. Hai bên là hai cái chân như thế này các bác này, quá đẹp luôn, rất đẹp và nhìn rất chắc chắn. Em xoay xa một chút nữa để các bác nhìn. Theo như em được thấy là đây là một trong những cái chiếc đồng hồ vai bò có một cái hình hài bên ngoài rất đẹp. Em xoay kỹ để các bác nhìn. Tất cả còn nguyên vẹn các bác nhé. Bên đồng hồ vang vọng chúng em rất tôn trọng cái tính nguyên bản của một chiếc đồng hồ. Với một cái mặt là tròn như này, kính cong các bác ạ, kính cong. Đây, kính cong. Kính còn zin nguyên. Kính cong. Mặt số hoàn toàn bằng số nổi các bác nhé, số nổi. Đây các bác nhìn này, số vàng nổi, viền vàng, kim vàng. Nó tạo nên một cái dãy số để cho các bác nhìn thời gian rất là dễ dàng. Hoạt động trên nguyên lý ba ổ con, với tính năng là chạy bằng sợi tóc, cho nên khi các bác kê đồng hồ dù cân hay không cân thì đồng hồ vẫn hoạt động bình thường, hoạt động rất ổn định. Và bây giờ em xin phép được test cái tiếng chuông để cho các bác được thẩm âm và đánh giá của một cái chiếc đồng hồ vai bò nó mang lại cho các bác. Với bản nhạc Westminster các bác ạ, tiếng nhạc cho các bác một cái chất âm rất hay, với 5 gông đồng cho các bác một chất âm rất hay. Em mở đây để soi để khi đồng hồ đánh nhạc để các bác được nghe.
Vừa rồi là chiếc đồng hồ bay bò mà em giới thiệu đã mang lại cho các bác một cái bản nhạc Westminster nổi tiếng. Theo như bên đồng hồ vang vọng chúng em đánh giá, đây là một trong những chiếc đồng hồ nó mang lại cho các bác một cái chất âm rất đặc biệt, rất hay các bác ạ. Với một bộ gông đồng nó rất đẹp. Đến đây em xin tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau. Xin chào.